Cô đồng nghiệp say nắng ngã ra đất nhưng không một bóng dáng ai tới hỏi thăm. Thanh niên Việt ngán ngẩm đúng Nhật Bản lạnh như băng, lối sống và văn hóa Việt Nam vẫn là số 1. Qua bên Nhật Bản rồi mình mới thấy là cái văn hóa và cái lối sống của người Việt Nam mình vẫn là số 1 luôn. Chứ ở bên Nhật Bản này nhiều khi mình cảm nhận với lại mình nhìn thấy là nhiều khi là cái lòng người nó lạnh như băng luôn ấy. Bên Nhật này thì mình thấy là ai làm việc của người đấy, ai lo thân của người đấy, không ai quan tâm đến ai cả. Cũng không xa đâu, cách đây có mấy hôm thôi. Ở công ty của mình thì có một bà ấy bị say nắng ấy, do làm nó nắng nóng quá. Bà ấy nằm, bà ấy ngất ở đấy. Mà mình không thấy một ai chạy ra hỏi thăm hay là hỏi xem làm như thế nào, có cần cái gì không. Nhật thì không thấy bóng dáng một ai cả. Nhưng mà người Việt Nam mình thấy cái bản tính là thích giúp đỡ người ấy. Một lúc sau thì đứng xung quanh mà đấy, người thì mua chai nước, người thì hỏi han, người thì lấy cái khăn. Toàn là người Việt không à. Công ty của mình thì cũng có tầm khoảng gần chục người Việt ấy. Cái phút giây như thế mình mới nhận ra cái văn hóa và cái lối sống của người Việt Nam mình rất là tốt luôn. Nhiều khi mọi người cứ xính ngoại quá, cứ phải học văn hóa ở đâu đâu ấy, ở phương Tây, ở chỗ nào đấy. Theo như mình thấy thì văn hóa của người Việt Nam mình rất là tốt luôn, chỉ cần gìn giữ và phát huy nó thôi.